bộ phim Phượng Hoàng Nữa. Sản xuất Quách Kiến Hoành, biên kịch Trần Gia Dục, chủ nhiệm Thi Thần Thành, đạo diễn Hà Đông Hưng. Với các diễn viên Phan Nghiên Trự trong vai Mai Ngâm Sương, Miêu Kiều Dị trong vai Trung Hào, Cố Quán Trung trong vai Ba Long Tinh, Tiêu Tường trong vai Ba Hồng Anh, Hoa Dĩ Như trong vai Xà Ma Nữ, Tạ Bình Nam trong vai Thiết Ấu Tướng Quân, Lý Thừa Thái trong vai Ảo Ba Công Tử, Quốc Trung Hằng trong vai Thổ Đậu, Long Thiên Tường trong vai A Hồng, cùng với sự góp mặt của các diễn viên khác. Tập 6. Thưa thầy chủ. Hứa ca. Dạ. Mẹ, có phải mẹ trừng phạt con không? Con nên nghe lời của mẹ, làm lành với A Hồng. Con nên quên tên đầu sỏ cường tặc Trung Hào đó. Con quá yếu đuối, quá vô dụng. Con đã phụ lòng mong đợi của mẹ. Nếu như lần này con có thể thoát khỏi đây, con hứa sẽ cố gắng hơn, nhất định phải đánh bại thiên ma tộc, trả thù rửa hận. Mẹ, mẹ có nghe thấy con nói không? Mẹ. Lưu ra. Dạ. Nhìn mặt ta. Hãy nhìn mặt ta. Ta cho cô biết một bí mật. Ta, ta là dũng sĩ Kim Vũ Mao. Vậy Bình lấy Kim Vũ Mao cho tôi xem đi. Mất rồi. Mũi mũi ta là mất rồi. Vẫn còn một cách có thể chứng minh huynh là dũng sĩ Kim Vũ Mao. Đó chính là thả tôi đi. Vừa rồi ai đã vào trong? Là thiếu thành chủ. Tránh ra.
Các người lui ra đi. Dạ. Bước ra đi, A Hồng. Cây da tôi đang để ngay ở khẩu của cô. Mau trả bộ hộ mệnh cho tôi và thả quả phụng hoàng ra. Ngươi cho rằng ta sợ cây dao của ngươi sao? A Hồng, mau bỏ dao xuống. Mau bỏ dao xuống. Nghe lời, bỏ xuống đi. Chàng đến rồi hả? Đừng cho ai biết. Quỳnh nghĩ sao? Quỳnh đã quyết định chưa? Không được. Bệnh của phụ hoàng ta, chắc Quỳnh cũng biết. Bệnh của cha Quỳnh không phải trị bằng máu của tôi. Có lẽ ma nữ giả truyền chỉ của thiên ma diễn cớ ép Quỳnh giết tôi, sau đó lấy máu của tôi đi tế thiên ma, giúp cho hắn phá kén tái xuất. Thiên ma là thần hộ mệnh của thiên ma tộc, cho nên phải nhanh chóng phá kén tái xuất để còn bảo vệ thiên ma thành. Hắn không phải vì bảo vệ thiên ma thành mới phá kén tái xuất đâu, mà hắn vì thống trị thiên ma tộc, xâm lược thiên ma thành. Cô nói bậy. Hắn dẫn dắt người của thiên ma tộc giết hại biết bao nhiêu bá tánh của dị tộc, và còn giết hại cả mẹ tôi. Bây giờ còn sai khiến Quỳnh đến giết tôi, vậy mà Quỳnh còn nói hắn là thần hộ mệnh của Quỳnh sao? Nếu như Quỳnh thật sự là dũng sĩ Kim Vũ Mao, mau thả tôi ra, cứu thoát tôi khỏi đây đi. Ta không biết. Kim Vũ Mao bị mất rồi, ta không biết. Quỳnh biết, Quỳnh biết chứ. Nếu không, trong đại điển quyết tế hôm nay, biết bao nhiêu người chứng kiến, sao Quỳnh lại tha cho tôi? Thì là gì? Đó là gì? Vì cái gì? Ta không thể cho cô biết. Tại sao không thể cho tôi biết? Tại vì đó là một bí mật. Ngoài trừ Kim Vũ Mao ra, vẫn còn một bí mật khác. Nếu đã như vậy, tôi cho Quỳnh hai con đường. Mau thả tôi, hoặc là giết tôi đi. Đã xảy ra chuyện gì? Thiếu thành chủ, thì ra ngài ở đây à? Đúng vậy. Lão thành chủ Nguyên Ngập mời thiếu thành chủ lập tức về tẩm cung của lão thành chủ. Quỳnh ở lại đây, bảo vệ quả phụng hoàng. Dạ. Tôi đến đây làm gì? Tôi đến đây làm gì à? Đến thăm khách quý của tôi. Đúng là vừa trắng vừa mịn, chạm vào sợ nó rách. Hèn gì người đàn ông nào cũng thích cô. Nghe nói sau khi uống máu phụng hoàng, chẳng những công lực có thể tăng cao, còn có thể trẻ mãi không già. Không biết đó có phải sự thật không? Đó không phải là sự thật đâu. Các người bị lừa rồi. Tôi vậy? Hả? Phụ Dương. Phụng hoàng bị sao vậy? Mau đi lấy máu phụng hoàng. Nếu không sẽ không kịp nữa đâu. Sao các người không giết tôi cho rồi đi?
tôi phải cho cô chết trong sự thê thảm vô cùng. Cho những người đàn ông thương yêu cô mãi mãi ghi nhớ cô. Dù bà, huynh ấy cảm thấy trong người đang bốc cháy, còn tìm được một cọng kim vũ mao. Liệu huynh ấy có biến thành quả phụng hoàng không? Trời ơi, trời ơi, chơi vui thiệt đó. Đại ca sắp trở thành sắp trở thành quả phụng hoàng rồi. Thôi được, như vậy có nghĩa tôi và cô ấy có thể trở thành một cặp rồi. Còn đã ra nông nỗi này còn nói cố hay sao? Nè 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 nè, tôi đã nói từ lâu, nếu như thứ quỷ quái trong người con trai tôi không lấy ra được, các người định làm sao giúp nó đây? Tính sao đây? Tính sao đây? Đừng giả thần giả quỷ nữa, con trai tôi sắp chết thiêu rồi. Phụng hoàng thần nữ, nếu cô ở trên trời có biết, hãy chỉ thị cho chúng tôi ai là dũng sĩ kim vũ mau. Con trai, mau quăng bỏ kim vũ mau đi. Mau quăng bỏ nó đi. Được, được. Hả? Đi. Hả? Mau cứu quả phượng hoàng. Con trai, con trai à? Con trai, con trai tôi đâu mất rồi? Đại ca. Hả? Con trai tôi đâu? Cô trai tôi đâu mất rồi? Hả? Á Hồng, Á Hồng, Á Hồng à? Á Hồng, nguy rồi, quý phụ hoàng có nguy cơ đổ máu. Như mắt của thần mà bị chảy máu vậy đó. Làm sao cứu được quả phụng hoàng? Đừng vội, đừng lo, đừng sợ hãi. Bất lão ông, kiếp nạn quyết phụng hoàng sẽ có dũng sĩ kim vũ mau đi giải cứu thôi. Chúng mà có phải kim vũ mau dũng sĩ? Chúng mà có phải kim vũ mau dũng sĩ? Chúng mà có phải kim vũ mau dũng sĩ? Hỡi thần hộ mệnh kính yêu của Thiên Ma Thành, có phải ngài muốn uống máu của quả phụng hoàng không? Hả? Tôi kính ngài. Cái tên khác bao khốn kiếp kìa. Huê, hỡi cô hồn ngạ quỷ chết bên ngoài Thiên Ma Thành, mà nghe đây. Thần hộ mệnh Thiên Ma Thành, thiếu thành chủ, ta Ba Long Tinh sẽ dùng máu tươi của hắn để chuộc tội với mọi người. Thiếu thành chủ? Thiếu thành chủ? Ca, quên làm vậy là sao? Máu,
Máu. Nếu như thứ họ cần là máu, thì dùng máu của tôi đi, đổ khắp Thiên Ma Thành. Ca, đừng uống nữa. Quỳnh nghe, Thiên Ma có gì đó không bình thường. Người đã gào thét suốt cả đêm rồi, muội sợ sẽ có tai họa đó. Tôi nghĩ nên dìu Thiếu Thành Chủ về tẩm cung trước. Người gào đi, người gào đi. Có bản lĩnh thì bước ra, hủy diệt Thiên Ma Thành. Người sẽ nhìn thấy rất nhiều máu. Ca, đừng nói nữa. Thiên Ma bớt giận, Thiên Ma bớt giận. Thiếu Thành Chủ chúng tôi ba lông tinh, không biết bị trúng tà gì, đã lén thả quả Phụng Hoàng đi. Vừa rồi tôi định giết ả ngay tại chỗ để lấy máu ả về tế ngài, nhưng Thiếu Thành Chủ đã ngăn cản tôi. Chắc Quỳnh ấy đã phản bội ngài đó. Người ta thì chết, người ta thì chết. Tuân lệnh. Lối thoát, đi mau, đi. Ca, muội khuyên Quỳnh nên đi giết quả Phụng Hoàng cho rồi. Muội sợ sau này có chuyện xảy ra đó. Đúng vậy, Thiếu Thành Chủ. Không có sao đâu. Không phải các người nói chúng ta có Thiên Ma bảo vệ, hả? Thiên Ma cần gấp máu Phụng Hoàng, chúng ta làm mất nhiều thời gian. Dạo này Thiên Ma Thành có nhiều dị tượng. Lão Thành Chủ đột nhiên mắc bệnh nặng, thần y lại bó tay. Thần lo sợ đây là do Thiên Ma nổi giận muốn giáng tai họa xuống. Ta cảnh cáo các người, nếu các người dám làm hại đến quả Phụng Hoàng, ta sẽ hạ sát các người. Ca, Quỳnh đừng hối hận. Nếu có chuyện gì xảy ra, Quỳnh phải chịu trách nhiệm. Nè 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 nè. Bên kia có lối thoát, để tôi leo lên xem. Cậu đứng đây chờ tôi nha, ha. Lão Thành Chủ, sau khi ngài uống chén máu này, ngài sẽ sớm khỏi bệnh thôi.
mong phụ hoàng bị thiêu rồi. Không không không, cô lại chỉ bị chặt đứt một tay thôi. Tôi phải cứu cô ấy. Không được, biết ba. Không được. Đúng, ở đây không được. Ra ngoài thì bị họ tóm cổ chúng ta ngay. Nè, chúng ta chạy theo lối kia. Đi. Ở đây có nhiều ngõ như vậy, nên chọn ngõ nào? Phụ Dư, Phụ Dư, Phụ Dư, Phụ Dư, Phụ Dư, Phụ Dư. Đây chính là máu Phụng Hoàng mà chúng ta hằng mơ ước đó. Cuối cùng thì chàng đã hạ sát quả Phụng Hoàng rồi. Khải bẩm tướng quân, lão thành chủ băng hà rồi. Ta biết rồi, lui xuống. Dạ. Chúc mừng nàng. Cản lý. Phụ Dư. Chuyện này là sao vậy? Có phải có ai chậm trễ trong công việc không? Tướng quân tha mạng. Tướng quân, tha mạng. Giải bọn người như thị vệ thái y. Người hầu bên cạnh thành chủ trước lúc lâm chung. Ra ngoài chém đầu. Tướng quân, vậy chuyện này không liên quan tới tôi. Tướng quân tha mạng. Tướng quân tha mạng. Tướng quân tha mạng. Công chúa không nên quá đau buồn nữa. Nếu cho Phụ Dư uống máu Phụng Hoàng sớm hơn, người sẽ không chết đâu. Phụ Dư, Phụ Dư. Thần xin công chúa tha tội. Không biết ai đã thả quả Phụng Hoàng đi rồi. Là Quỳnh. Công chúa, chính Quỳnh đã hại chết Phụ Dư. Chính Quỳnh đã thả Phụng Hoàng. Có phải Quỳnh đã thương ả không? Đúng vậy không? Quỳnh là tên phản bội bất trung bất hiếu. Đồ bất hiếu. Nguy rồi. Không tìm được lối thoát. Quá Phụng Hoàng. Quá Phụng Hoàng. Quá Phụng Hoàng. Hả? Hình như cậu tắt thở. Cậu mang qua cứu cô ấy đi. Mau. Quá Phụng Hoàng. Hả? Sao hắn lại ở đây? Tôi nghĩ có lẽ là gà nhà đá nha. Đáng đời. Y Đô Đô, qua đây. Đô Đô, y như lần trước cậu được cứu Tiểu Linh Đan vậy. Hả? Cứu cô ấy. Cúi đầu xuống đi. Y Quá Phụ Hoàng. Nè, làm lại một lần. Mà Quá Phụ Hoàng. Ý, sống lại rồi. Sống lại rồi. Hả? Ê, không được. Đô Đô.
cầm lên một lần nữa. Quốc Phu Quang, Quốc Phu Quang, làm như vậy không được. Chúng ta đã đưa cô ấy về rồi tính sao? Nếu cho người có thương quan tập phát hiện như vậy sẽ không kịp đâu. Đi. Được. Công chúa, xin hãy dừng bước. Thần có chuyện bẩm báo. Tránh ra, tôi phải giết quả Phùng Hoàng. Thần cầu xin công chúa nên xem trọng đại cuộc. Hài cốt của lão thành chủ còn đây, mời công chúa mau về tẩm cung của lão thành chủ chuẩn bị hậu sự. Cái đừng dạy đời tôi. Nếu muốn dạy đời thì đi dạy đời ba Long Thanh ca ca bất trung bất hiếu của tôi đi. Công chúa, bây giờ không phải là lúc nói chuyện giận lẫy đâu. Tôi mà giận lẫy à? Kẻ cố tình gây rối không phải là tôi, là ca ca tôi. Quỳnh ấy thương yêu quả Phụng Hoàng, bỏ mặc sự sống chết của phụ dương không lo. Không thể có chuyện đó đâu. Chẳng phải Quỳnh ấy lấy máu của thiếu thành chủ mình chuộc tội cho tất cả quan hồn tại Thiên Ma Thành hay sao? Cứ cho Quỳnh ấy đi, Thiên Ma Thành vẫn còn tôi, không sụp đổ được đâu. Ngài khuyên Quỳnh ấy tốt hơn hết đừng cái gì làm thành chủ. Nếu không, Thiên Ma Thành sẽ nhanh chóng bại trong tay Quỳnh ấy. Bên đây, bên đây. Bí bà. Nguy rồi, không tìm được lối thoát. Sóng điện của cậu cũng không phát đi được. Ê, Kim Vũ Mao có thể chỉ dẫn cho chúng ta hả? Trung Hào, Trung Hào. À không, con đường trên đó thông tới đâu? Tôi cũng không biết, chúng tôi bị lạc đường. Tôi đưa quân ra ngoài. Quân hại chết qua phụ hoàng còn chưa đủ để hại lũ tôi hay sao? Tôi đã trúng độc của xà ma nữ. Một khi ả niệm thành chú thì tôi liền bị ả khống chế. Là thật hả? Qua phụ hoàng còn cứu được không vậy? Tôi phải tranh thủ đưa cổ về nhà, sau đó nhờ tên ảo ba công tử gì đó đến cứu cổ, có lẽ cứu được. Vậy chúng ta mau tìm cách thoát khỏi đây đi. Có cô ta làm lá chắn, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Đi. Bye bye. Tôi muốn gặp thiếu thành chủ. Bọn các người muốn tạo phản à? Người đâu? Mọi người đi hết rồi à? Người đâu? Thiết Âu tướng quân đâu? Phù Giả quân sư đi đâu? Thuộc hạ không biết. Thuộc hạ phụng lệnh xem chừng thiếu thánh chủ. Xem chừng? Phụng lệnh? Phụng lệnh của ai? Phụng lệnh công chúa. Tham kiến nữ dương. Thiếu thành chủ đâu? Thần truyền lệnh giả công chúa Ba Hồng Anh giam hắn lại rồi. Lập tức giam hắn vào địa lao. Dạ. Còn con a đầu Ba Hồng Anh đó, chàng xử lý ả thế nào? Vẫn chưa tìm được Ba Hồng Anh. Chờ sau khi mặt tướng tìm được Ba Hồng Anh, lập tức sẽ giam lỏng ả ở trong cung, rồi mới tính chuyện xử quyết sau. Chờ sau khi thiếp đăng cơ, quân muội họp ba đó sẽ khó thoát khỏi tay thiếp. Dừng lại. Tham kiến công chúa. Tránh ra, mau mở cổng thành. Bổn công chúa phải đi bắt quả Phụng Hoàng. Dạ. Yeah!
Ê, cô làm gì vậy? Ê. Thả tôi xuống, dừng xe. Dạ. Cô tay ra. Khải bẩm tướng quân. Có chuyện gì? Mạc tướng vừa nhận được tin tức công chúa vừa giả xuất thành, nói là đi bắt quả phụng hoàng. Cái gì? Không thể cho ai chạy thoát. Mau chặn công chúa lại. Tuân lệnh. Yeah. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi phải lấy mạng của quả phụng hoàng. Cô còn nói giết cô ấy thì tôi giết cô trước. Cái bùa này tại sao nằm trong tay của cô? Là nó. Đúng rồi. Các người đã tìm được con trai tôi chưa? Các người đang lẩm bẩm gì vậy? Trời ơi, tìm được rồi. Nhưng giờ tìm được là bị bà cắt ngang đó. Vậy thì tôi không nói nữa. Không làm phiền ông. Quả phụng hoàng mất máu quá nhiều. Phải có máu của bá điều tộc mới có thể cứu được cô ấy. Tôi đã trúng thanh xà độc, không thể cứu cô ấy được. Quỳnh đưa cô ấy đi và tìm cách kéo dài mạng sống của cô ấy. Còn tôi đi vào rừng để hái xà đảm thảo để ăn. Chờ tôi hồi phục sẽ cùng Quỳnh quyết trận tử chiến. Liệu Quỳnh có chết không? Tôi không thể chết. Cô ấy cũng vậy. Quỳnh hứa với tôi, Quỳnh hứa với tôi, không thể để cô ấy chết. Tôi xin hứa. Dạ lại, Quỳnh không được động tới cô ấy. Được. Là sao không đụng đến được? Hey. Ê, đại ca. Ê, Tiểu Linh Đan, sao bụi lại đến đây? À, với thường hồi phục chưa? Ừ. Đại ca. Đại ca. Ê, thủ đầu. Đại lăng đầu, tất cả đi đến rồi hả? Ê, vẫn còn một người. Ai vậy? Con trai. Hả? Vũ Nương. Vũ Nương. Con trai. Trời ơi con trai, con làm ta thấy lo lắm đó. Chúng ta về nhà nói chuyện sau. Quả phụng hoàng đang nằm trong xe, cô sắp chết rồi. Nào, lên xe đi. Yeah. Công chúa. Các người đến thật đúng lúc. Mau theo tôi đi bắt điểu nhân, quả phụng hoàng và tên trùng tặc đó. Các người làm gì vậy? Phụng lệnh của thiếu thành chủ bắt giải công chúa Ba Hồng Anh về thành. Hỡi quân đệ trong Thiên Ma Thành, thành chủ của chúng tôi chết rồi. Các người có biết tại sao hay không? Quả phụng hoàng cũng mất tích rất ly kỳ. Các người có biết tại sao không? Thiếu thành chủ Ba Long Tinh, chính hắn đã hại chết lão thành chủ. Chính hắn đã thả quả phụng hoàng.
chính hắn bỏ mặc sự an nguy của cả Thiên Ma Thành chúng ta. Hả? Có phải vậy không? Có phải vậy không? Hả? Do đó, chúng ta không thể cho Ba Long Tinh thống lĩnh Thiên Ma Thành nữa. Nhưng người là người kế thừa ngôi vị của Thiên Ma Thành. Hỗn lắm. Đây là chỉ ý của Thiên Ma. Nếu kẻ nào ủng hộ Ba Long Tinh sẽ là kẻ thù của Thiên Ma Thành. Và đây là hậu quả của họ. Đã đảo Ba Long Tinh. Ba Long Tinh, thành chủ Băng Hà, công chúa sợ ngươi quá đau lòng, cho nên mời ngươi di giá địa lao yên tâm tịnh dưỡng. Hỗn lao! Ta không tin nó đối xử với ta như vậy. Ta phải gặp mùi mùi của ta, kêu nó đến nói chuyện với ta. Ta phải gặp mùi mùi của ta. Ba Long Tinh bị đày xuống địa lao, còn ba Hồng Anh thì bị giam lỏng. Tiếp theo là gì đây? Tiếp theo phải loại trừ ma kén. Thiên Ma, cả Thiên Ma Thành đã bị ta khống chế rồi. Ta chịu nhiều nhục nhã làm nô lệ và công cụ của ngươi đã quá lâu rồi. Hôm nay là ngày ta trả thù rửa hận đó. Ta không sợ ngươi nữa, tại ta đã uống máu Phụng Hoàng, công lực tăng cao. Nghịch ta thì chết, nghịch ta thì chết. Nghịch ta thì chết. Thiên Ma Tha Mạng. Một ngày nào đó Thiên Ma sẽ phá kén tái xuất. Các ngươi đừng hòng làm vua. Thiên Ma tha tội. Sau này thần nhất định sẽ theo hầu bên cạnh Thiên Ma, một lòng trung thành phụng Thiên Ma làm vua. Các người phản Ba Long Tinh tội chết, lập Ba Hồng Anh là nữ vương bù nhìn. Nghe lệnh của ta, đứng sau thao túng, không được chống lại. Ba Hồng Anh. Dạ, tuân lệnh. Mau lấy máu Phụng Hoàng. Mau lấy máu Phụng Hoàng. Tới rồi. Tôi đã mang dạng lên đơn tới rồi. Nhũ nương à, tôi này vô dụng thôi. Ai nói vô dụng? Hồi nhỏ còn bị sổ mũi tiêu chảy, chẳng phải đều uống dạng lên đơn hay sao? Nào, đỡ quấy ngồi dậy, mau đi. Được. Nè, cho cô uống đi. Ôi trời ơi, cô làm gì vậy? Vui lắm sao? Vết thương của người ta bị tái phát đó. Tôi nghĩ bệnh của cô tái phát thì có. Vết thương của người ta lại bị lâm độc đó. Tôi nghĩ cô lên cơn ghen thì đúng hơn. Cô nhớ đó. Ê, nè. Sao ảo ba công tử chưa xuất hiện? Ca ca tôi đâu? Tại sao hắn lại giam giữ tôi? Kêu hắn tới ngay. Tôi phải hỏi hắn, thật ra hắn có ý đồ gì? Khấu kiến nữ vương. Nữ vương dạng tuổi. Sao hả? Mọi người gọi tôi bằng gì? Lão thành chủ Băng Hà. Lẽ ra phải do thiếu thành chủ kế vị ngôi vương, nhưng chúng thần cho rằng thiếu thành chủ Ba Long Tinh đã phản bội Thiên Ma giáo, ngũ nghịch phụ quân, nguy hại Thiên Ma bá tánh, dẫn đến thiên nộ dân quán, cho nên không xứng đáng làm lãnh đạo Thiên Ma Thành. Vì vậy thế nào? Hãy tha cho chúng thần đã lật đổ Ba Long Tinh, tạm thời giam giữ thiếu thành chủ trong tẩm cung. Làm vậy do bất đắc dĩ,
đều vì thiên ma tộc chúng ta. Xin nữ dương tha tội. Phụng chỉ lệnh thiên ma, tôn công chúa Ba Hồng Anh kế vị ngôi dương, thống lĩnh thiên ma tộc ta. Nữ dương vạn tuế, vạn vạn tuế. Các người tôn tôi làm dương, còn ca ca tôi đâu? Ca ca cô Ba Long Tinh, hắn quá ác độc. Cô có biết không, mưu kế của hắn là đòi giam lỏng cô, sau đó độc hại cô. May mà tôi và Thiết Âu tướng quân đã biết được tin tức này, cho nên khống chế hắn trước, vì vậy mới cứu được mạng của cô. Ca ca tôi, hắn ngang nhiên làm như vậy, sao không nghĩ đến tình huynh muội chứ? Hắn đã không nghĩ đến tình phụ tử, chẳng lẽ nghĩ đến tình huynh muội sao? Đều làm gì ả quả phụng hoàng đó? Đều là vì tên quả phụng hoàng đó. Chờ khi tôi kế thừa ngôi dương, việc đầu tiên tôi làm đó là lãnh binh tấn công cường tặc của Trung Hào. Chính tay tôi sẽ giết chết quả phụng hoàng và cả tên điểu nhân đó. Nữ dương cứ yên tâm, giao chuyện đó cho chúng tôi làm. Lần này tôi chắc chắn khẳng định hoàn toàn khống chế tên điểu nhân, ra lệnh hắn đi giết quả phụng hoàng. Phen này sẽ không sơ sẩy nữa đâu. Còn kêu tôi yên tâm, cô bị tên điểu nhân đó qua mặt mà không biết. Hắn ngang nhiên thông đồng với tên cường tặc Trung Hào, uy hiếp tôi xuất thành, tôi cứu thoát quả phụng hoàng. Quả phụng hoàng được cứu thoát, ai vừa chết hả? Các người là bọn ăn hại. Còn kêu tôi yên tâm, về chuyện này đích thân tôi sẽ đi làm. Là chuyện xảy ra lúc nào vậy? Ngày trước khi tôi bị ca ca tôi giam lỏng, vậy mà có người không hay biết. Thần xin cáo lui, lập tức giải quyết chuyện đó. Liên quan tới cái vị đại điển của tôi, các người lập tức chuẩn bị, không được chậm trễ. Dạ. Người của chàng có chừng thiên ma thành như vậy sao? Sao lại để cho họ tự do đi lại vậy? Chẳng phải nàng nói nàng có thể khống chế A Hồng sao? Sao lại để hắn uy hiếp Ba Hồng Anh, cứu thoát quả phụng hoàng? Thiếp đã quỷ bùa hộ mệnh trong người của A Hồng, thiếp khẳng định có thể hoàn toàn khống chế hắn. Còn chàng, chẳng phải chàng nói chàng đã giết chết quả phụng hoàng rồi sao? Ta đã khẳng định hạ sát quả phụng hoàng, người họ cứu là quả phụng hoàng chết thôi. Nếu quả phụng hoàng thực sự đã chết, như vậy sẽ không vấn đề gì. Nhưng mà thiếp vẫn phải xác định lại. Vậy bây giờ nàng định làm sao? Trước tiên thiếp sẽ bẩm báo cho thiên ma biết chuyện này. Sau đó thiếp sẽ không tha cho A Hồng. Thiếp sẽ lợi dụng hắn điều tra về quả phụng hoàng, xem ả đã chết hay chưa. Nếu ả chưa chết, thiếp sẽ cho hai tên đó chết chung một chỗ. Tội sáu đó, tên mặt đồ trắng đó sao vẫn chưa xuất hiện? Mỗi khi các chị gặp nguy hiểm, chẳng phải hắn được xuất hiện hay sao?
Đúng vậy, Phụng Hoàng sắp chết rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy ảo ba công tử? Chúng ta thử dùng linh lực mời ảo ba công tử đến đây xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.